lòng sắc son. Dù cho sông cạn đá mòn, tinh thần yêu nước vẫn còn vẹn nguyên. Các ngành các cấp chính quyền bên nhau đoàn kết, dưới trên một lòng. Quyết tâm chống dịch phải xong, không thể chậm trễ, núi sông một nhà. Cũng đã suốt mấy tháng qua, bao nhiêu thầy thuốc phải xa gia đình, vì dân, vì nước trọn tình, vì những người bệnh hy sinh đêm ngày. Đầy yêu thương các anh, cảnh sát lên đường, bộ đội thầy thuốc tiền phương sẵn sàng. Càng thần trương hãy vì tổ quốc mến thương, chung tay cùng với quê hương một lòng. Cờ hồng chung tay, thời cơ quyết định lúc này, mạch nguồn dân tộc tháng ngày bên nhau. Cho dù đang ở nơi đâu, bây giờ là lúc chung câu đồng bào. Mạch nguồn dân tộc tháng ngày bên nhau. Dưới cờ sao quyết tâm thắng dịch, tự hào Việt Nam.